Giờ em mất mẹ rồi, em sống làm gì nữa hơn? Thả em theo mẹ. Vì sao mà chị nói là không còn mẹ nữa là mình không thể bước đi nữa chị? Không, thả em theo mẹ còn hơn em sống sống dần giờ này mà không thấy mẹ. Trước lúc mẹ chị đi, mẹ nói điều gì chị? Mẹ nói là con ơi, mẹ mất rồi thì con khổ, không phải thương con đâu. Con gắng sống mà để sau này người ta nhận thương con lại. Là mẹ chỉ biết trước là khi mà mẹ đi là chị sẽ có cuộc sống khó khăn ha? Dạ, rồi lúc đầu mẹ nói á, bây giờ mẹ sống mẹ giúp đỡ người ta, để sau này á, con nhờ có phước, con sẽ gặp người ta lại thương lại con. Chàng ơi chàng. Bây giờ, lời nói cho sao coi. Tiền mua được mẹ ăn bánh, vàng tiền mua được mẹ ăn bánh. Rồi nói của mẹ giờ, thương mẹ không anh? Mẹ thương mình không anh? Tiền cỡ nào cũng đâu bằng mẹ đâu anh. Mất mẹ rồi, niềm tất cả nó chìm xuống hết trơn rồi. Nhưng mà khi ngày hôm nay là chị không có tiền rồi, làm sao chị có thể bước tiếp đi trên cái cuộc sống khó khăn này mà chị không ước mơ là mình có tiền đi? Tự nhiên chị chỉ cần ước mơ là có mẹ thôi. Mình ước mơ có tiền rồi mất mẹ anh sống được không anh? Anh sống nên mình đóng tiền được không anh? Chàng ơi chàng, anh mất mẹ rồi anh sống nên đóng tiền được không? Thà em sống trên mẹ chứ em không sống với tiền đâu, em sống với mẹ. Ừ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý diễn giả. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại Cờ Đỏ của Cần Thơ quý diễn giả. Thì tại nơi đây có một hộ gia đình. Thì Ngôn được biết là cách đây khoảng 10 ngày thì một người cô cũng như là một người bà đã ra đi. Tuy nhiên người bà có một cô con gái khiếm khuyết. Và từ lúc mà bà ra đi tới bây giờ thì ngày nào bà con cũng là thấy cái cảnh là người con gái này ôm lấy di ảnh của mẹ mình và khóc, cũng như là trong cái sự thương nhớ người mẹ của mình. Tuy nhiên sau khi mà Ngôn nghe được cái câu chuyện này á, thì Ngôn mới đến đây. Và ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả mình cùng với Ngôn vào bên trong nhà để hỏi thăm cũng như là thăm người con gái mà người mẹ đã ra đi để lại nha quý khán giả. Dạ rồi, bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả. Dạ, em xin chào chị nha. Chị cho em hỏi thăm nè. Nhà này là nhà của chú Hai đúng không? Dạ, đúng. Rồi chị là người con gái mà bà con nói là giống như là thương nhớ mẹ đó ha. Dạ. Là cái này là mẹ chị ha. Mẹ ruột của em. Chàng ơi, chàng, rồi sao mà chị ôm di ảnh của mẹ hoài vậy? Dạ, mẹ mình mà không ôm ai anh. Chàng ơi, chàng. Nhưng mà bà ra đi rồi á, sao mà chị không cố gắng giống như là vươn lên trong cái cuộc sống này để cho bà vui? Em vươn lên không? Em vươn lên phải có mẹ thì cứ vậy cũng được, còn mẹ mất mẹ rồi em không có làm gì được. Chàng ơi chàng, coi như là mất đi người mẹ là không còn làm gì được hết. Dạ. Mẹ cũng như là linh hồn của em vậy đó. Chú Hai có nhà không? Dạ có. Chú Hai ơi, có nhà không chú Hai ơi? Chú Hai ơi, chú Hai ơi, có nhà không chú Hai? Chú Hai cho con hỏi thăm nè. Sao? Con được bà con giới thiệu á, cho biết á là tại gia đình mình á là giống như là bà mới mất á, là câu chuyện nó như vậy như thế nào chú Hai? Thì bà bị bệnh tai biến nay 2 năm ngoài rồi, thì bà mất nay 17 ngày rồi. Dạ, yeah. Chú Hai ra đây cho con hỏi thăm chút xíu nha. Rồi rồi sao người con gái mà ngồi giống như là cùng với ảnh mẹ hoài chú Hai? Thì nó ôm vậy đó rồi thì nhớ thì kinh xuống ôm dồm. Chàng ơi chàng, là bao lâu rồi chú Hai? Thì từ bữa mất tới nay vậy đó. Từ bữa mất tới nay là chỉ lâu lâu chỉ lấy hình mẹ xuống ngồi ôm vậy đó. Chàng ơi thương quá, thương như chàng. Là từ hôm bữa mất mẹ mất tới giờ luôn. Dạ,
bữa nay là 12 ngày rồi. Chàng ơi, chàng chỉ cho em gắn cái này lên nha. Không đâu đó nữa, mà con mất mẹ, mẹ ơi, mẹ bỏ rồi đi. Chàng ơi, chàng. Trời ơi, mẹ. Ai cho bé bút không? Mẹ dậy bé bút luôn rồi ơi. Cứ con lột đi mẹ ơi, con khổ lắm. Con mất mẹ, con đi con thức làm gì nữa. Giờ em mất mẹ rồi, em không làm gì nữa hết. Là em theo mẹ. Vì sao mà chị nói mẹ là không còn mẹ nữa là mình không thể bước đi nữa chị? Không. Là em theo mẹ, còn hơn em sống dần giờ này mà không thấy mẹ. Trước lúc mẹ chị đi, mẹ nói điều gì chị? Mẹ nói là con ơi, mẹ mất rồi thì con khổ, không phải thương con đâu. Con gắng sống mà để sau này người ta nhận được thương con lại. Là mẹ chị biết trước là khi mà mẹ đi là chị sẽ có cuộc sống khó khăn ha? Dạ, rồi lúc đầu mẹ nói bây giờ mẹ sống mẹ giúp đỡ người ta, để sau này con nhờ có phước, con sẽ gặp người ta lại thương lại con. Chàng ơi chàng. Dạ, lời nói cho thật coi. Không đau đớn đâu bằng nỗi đau bất mẹ. Chị cho em hỏi thăm nè, ngày hôm nay nè, mấy anh em xuống tới đây nè, để mà tìm cách giúp đỡ cho chị á, chị có nguyện vọng cũng như là có điều ước gì không? Dạ, em chỉ còn ước bây giờ mua được mẹ không anh, vàng tiền mua được mẹ không anh, rồi nói của mẹ nhờ, thương mẹ không anh, mẹ thương mình không anh. Tiền cỡ nào cũng đâu bằng mẹ đâu anh. Mất mẹ rồi, niềm tất cả nó chìm xuống hết trơn rồi. Nhưng mà khi ngày hôm nay là chị không có tiền rồi, làm sao chị có thể bước tiếp đi trên cái cuộc sống khó khăn này? Mà chị không ước mơ là mình có tiền đi, tự nhiên chị chỉ cần ước mơ là có mẹ thôi. Mình ước mơ có tiền rồi, mất mẹ anh sống được không anh? Anh sống nên mình đóng tiền được không anh? Chàng ơi chàng. Anh mất mẹ rồi anh không nên đóng tiền được không? Thà em sống trên mẹ chứ em không sống với tiền đâu. Em sống với mẹ. Ừ. Giờ tiền nhờ chất bằng núi mà không có mẹ em cũng không sống được đâu. Ước mơ là chỉ cần có mẹ quay lại thôi. Dạ. Em chỉ cần tình mẹ thôi. Rồi mẹ chị sao mà ra đi vậy? Mẹ em bệnh. Chàng ơi chàng. Lúc đầu mẹ bệnh tai biến, từ từ bệnh xuất huyết não. Rồi lúc mà mẹ kéo đàm lên, kéo vật, mỗi lần mà ăn đau đớn lắm kìa, anh thấy cũng đau đớn lắm. Nước mắt nó mũi ra gồng gồng, mà không sao, mà bây giờ này mới đi ngược, mà không nhìn, mà không kêu em chút nào hết trơn á. Em không thấy mẹ. Mỗi lần cho đút cho mẹ ăn kìa, ra nước mắt luôn, anh thấy mẹ ra nước mắt luôn. Mà ăn không được rồi mình, mỗi lần đàm lên kéo dữ lắm, kéo lên mệt dữ lắm, mệt không gì hết. Coi như là lúc mà mẹ chị trước lúc ra đi thì biết trước là nếu mà bà ra đi thì bà sẽ giống như là không có lo được cho chị nữa. Dạ mẹ biết. Chàng ơi mẹ biết đó, mẹ thằng này mẹ mất rồi mẹ khổ quá. Hồi nãy em nghe chị nói á, là mất đi người mẹ rồi á, bây giờ có ngồi trên đống tiền cũng không vui á. Dạ. Vì sao chị lại nghĩ cái điều đó? Bởi vì mẹ là tất cả. Không có mẹ làm sao mình sống anh. Mẹ không có mẹ làm sao mình sống trên đời này được. Không gì bằng mẹ hết trơn anh. Tiền đổi không đổi mẹ đâu. Thà mạng sống em đổi mẹ. Thà em nói người ta nói hàng để cho mẹ sống, em cũng nhận sàng. Chàng sẵn sàng để mẹ sống. Sẵn sàng đổi cái cuộc sống này nhường lại cho mẹ chị luôn hả? Dạ. Em đâu đó không có. Rồi bây giờ tiền hay là vậy em không cần đâu. Em chỉ cần mẹ em thôi. Mà giờ này mẹ em như vậy. Chị cho em hỏi thăm đau lắm. Cái từ ngày bà nè ra đi tới bây giờ là được mấy ngày rồi? Chắc cũng gần 11, 12 ngày rồi anh. Rồi vì sao chị cứ ôm tấm hình này chị khóc như vậy hoài vậy? Em nhớ mẹ. Nhưng mẹ còn sống vậy đó. Chàng ơi chàng. Anh thấy bà hiền lắm luôn. Bà dễ thương lắm.
Ừ. Ông vui vẻ lắm luôn. Mà trong trên đời này ông mới gặp một người nào hết đó. Là tối ngày chị ôm cái tấm hình như vậy chị nhớ mẹ hoài mười mấy ngày nữa. Không thể nào quên. Thậm chí em ngủ em nhớ em gặp mẹ em kìa. Ai là em nói em nhớ mẹ ơi mẹ dẫn em đi luôn. Mẹ dẫn con đi theo luôn đi. Trời ơi trời. Chứ em sống mồ côi một mình. Không anh em. Thì em dọc làm gì. À, em theo mẹ. Người cha mà. Không còn cha. Mà cha thương cỡ nào cũng đâu bằng mẹ đâu mà. Còn cha. Mà làm sao cha bằng mẹ được. Dù cha thương ngàn lần không bằng mẹ thương một lần. Giờ này anh thế nào anh có giúp mẹ. Giúp cho em gặp mẹ em được không. Chàng ơi. Thú diễn giá. Một điều ước tưởng chừng đơn giản đó quý vị nha. Nhưng mà khi mà chị nói ra, thật sự là Ngôn không thể cầm được giọt nước mắt luôn quý vị nha. Bây giờ làm sao em giúp được đây? Làm sao em giúp được mẹ sống lại? Từ hôm bữa giờ mẹ có về thăm chị không? Em có gặp một lần mà thôi. Là bữa đó như thế nào chị kể em nghe. Thì mẹ về á. Mẹ gác vào em, cái em ghẹo mẹ. Em nói, không cho bà gác vào con nghe. Rồi mất tiêu luôn hả? Trời ơi. Bà lâu em lắm mà gọi từ ngón tay vậy nè. Bà ta gọi ngón tay chân em vậy đó. Hồi đó em đi học á. Là một tay mẹ cộng em không á. Ừ. Mẹ ẩm em hồi đi học không á. Là hồi xưa á không? Dạ. Lúc em 7-8 tuổi, 9-10 tuổi em học lớp 5 á. Ừ. Em học. Mẹ mưa gió cỡ nào á, mẹ cũng ấm em đi học cho em. Rồi bây giờ, giấc giờ nào, mẹ bệnh đau cỡ nào cũng lội về với em chứ. Mưa gió cỡ nào cũng lội về ngủ với em chứ. Như vậy rồi, làm sao em bỏ mẹ em được. Chị ước mơ á, nhờ em á, là giúp cho chị gặp lại mẹ chị. Nhưng mà chị có biết rằng điều đó là hoàn toàn là không thể được không? Dạ, em biết. Nhưng vì sao chị lại nhờ em giúp điều đó? Thì anh cũng có mẹ, anh cũng biết mà. Ừ. Anh cùng mẹ, còn em không cùng mẹ mà. Anh không giúp em được sao? Trời ơi, một điều ước rất là khó luôn. Bây giờ là chỉ có thể là em đi nhờ bà con xung quanh á. Hỏi coi cái bữa mà cô mất á. Có ai còn lưu lại những cái kỷ niệm đẹp đó hay không? Thì cái đó em có thể giúp chị được. Để chị có thể xem được cái khoảnh khắc đó thôi. Dạ. Chứ còn mà bây giờ mà làm cho bà giống như là gặp chị là chắc em làm không nổi đâu. Em. Ừ. Anh nói đối với chị là còn mẹ là còn tất cả nha. Dạ. Ừ. Rồi bữa đó chị có kêu mẹ ơi đừng bỏ con không? Đó, có. Là chị kêu sao? Em nói mẹ ơi sao bà ác bà bỏ con đi như vậy. Bà bỏ mình lên con một coi một khúc vậy. Chị bà ác bà không thương con mà bỏ con. Là bữa đó chị nói với mẹ như gì ha? Dạ lúc đó là mẹ bà chui tay hả? Chàng ơi chàng. Dạ nói câu nào mẹ cũng có đồng nghe đâu. Là chị kêu mẹ đừng đi bỏ chị. Làm gì là em muốn theo mẹ em luôn á. Ừ, thôi. Ờ, như vậy nè. Nói chung á, là trên cái cuộc đời này nè, thì cái dòng tuần hoàn nó là như vậy rồi. Ha. Yeah. Sinh lão thì bệnh thì già như vậy thôi. Ha chị ha. Mình cố gắng đi. Em tin rằng ở nơi phương xa kia, mẹ chị cũng đang rất là muốn chị có được một cái cuộc sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ lên. Nhưng mà tại vì cô không có cách để truyền đạt cho chị biết được điều đó thôi. Ừ. Cho nên là chị cố gắng lên và vượt qua được những cái ngày tháng này. Ha. Dạ. Yeah. Ừ, cố gắng lên nha. Bộ thường ngày là cha chị không thương chị hay sao mà chị nói là mất đi người mẹ thì giống như là mất tất cả rồi. Dù cha thương ngàn lần cũng không bằng một người mẹ, không bằng mẹ đâu. Sao không bằng được, cha phải nhiều hơn mẹ chứ. Không, mẹ gần gũi em rất là nhiều. Mẹ thậm chí là ngủ với em đó.
Rồi ôm em rồi, rồi thậm chí là em muốn gì mẹ cũng cho em hết. Mẹ không nói tiếng nào hết. Mẹ vẫn chiều em. Dạ thưa mẹ chú Hai à, chú Hai cho con hỏi thăm nè. Như vậy là cô mất như vậy á, rồi bây giờ trong túi chú Hai chỉ còn có là 100 ngàn à. Rồi làm sao để tiếp tục cái cuộc sống cũng như là những ngày tháng sắp tới chú Hai? Bây giờ mình cứ từ từ như bánh ít vậy, nhiều lớp rồi lọt lên lớp này rồi tới lớp kia lọt lần hoài cái hết cái này tìm kiếm cái khác. Chàng ơi chàng. Rồi chú Hai cho con hỏi thăm nè, có khi nào mà trong túi không còn tiền luôn á? Cái đó là nhiều hơn chàng. Nhiều hết tiền hơn là còn cái gì nữa. Hết tiền là nhiều hơn còn tiền. Rồi thí dụ như hết tiền rồi tới giờ cơm rồi sao có cơm ăn chú Hai? Dạo thì anh em người ta cho rồi thì có mắm ăn mắm, có muối hút muối vậy, xong bữa nào thì hay bữa nấy. Dạ gạo thì bà con người ta cho mình để dành, còn đồ ăn thì bữa nào có gì ăn đó. Có gì ăn đấy. Vậy đó rồi. Như vậy là thường ngày á là chú Hai giống như là thí dụ như ốm đau rồi đó rồi không tiền rồi sao? Tiền thì đi uống thuốc, lấy thuốc bảo hiểm uống, bị nó cứ cho bảo hiểm cận nghèo đó. À có bảo hiểm nha. Đỡ thì không đó. Là năm nay là chú Hai là bao nhiêu rồi? Mới 77 à. 77 rồi. Ừ. 77 là cao quá à, chị cho em hỏi thăm nè. Rồi thí dụ như là chú Hai nói á là cuộc sống hàng ngày á là cha thì lo phần cha, dạ, còn con thì lo phần con, dạ, như vậy rồi ăn cơm thì gạo thì chung rồi, còn đồ ăn thì sao chị? Thì em dễ ăn lắm, mà giờ em không nỡ đau nào, em mừng mất mẹ chứ, giờ dù ăn cỡ nào đi nữa mất mẹ rồi em không ăn không vô, không nỡ đau nào bằng mất mẹ anh ơi. Nào, em có mẹ em nhìn nói em cũng vui nữa. Giờ em mất mẹ rồi em biết hết. Em thậm chí là em không còn muốn ăn uống gì hết. Chị không còn muốn ăn uống luôn hả? Dạ, mẹ em đã mất rồi. Cái là niềm tin em không còn gì nữa. Cái em duyên nhân của mẹ em quay bơm ra. Anh Tài, lúc đầu anh quay đó, cái anh nói anh Tài ơi, em đằng này anh Tài, anh mở clip cho mẹ em cho em coi đi. Rồi em thấy mẹ nói những câu em đứt ruột, em không còn gì nữa chứ. Anh Tài nói thôi, không cho mày coi nữa đâu, mày coi mày khóc không à. Coi gì mày coi, em mới ngày qua kia coi. Coi mẹ em lúc quay clip lại, năm ngoái đó. Rồi em thấy mẹ em mà nói những câu em đau lắm. Giờ em bắt mẹ, em về không nổi. Chứ chị là còn mẹ là còn tất cả hả chị? Dạ, dù gì đi nữa, mẹ là chết. Mà bây giờ mẹ em mất rồi, thì em tương lai em hỏi lại gì đó. Em đã dập tắt luôn rồi, em không còn nghĩ gì nữa hết. Tại em gượng gạo đây để em sống với mẹ thôi, với linh hồn mẹ thôi. Mẹ nói á, mẹ mất rồi con khổ lắm thiệt. Đâu, cái lời nói mẹ y gan. Là mẹ nói với chị như vậy hả? Dạ. Là bữa đó sao chị kể cho em nghe coi. Cái lúc đó là mẹ còn bình tĩnh nha. Cái em ôm mẹ, em nói nè, mẹ biết con là ai không? Biết. Con Thí Hằng. Hỏi Thí Hằng là con ai? Con Ba Lượm. Con hỏi Ba Lượm đâu? Ba Lượm nằm nè. Mày đã quên gì nè. Cái em nói nè, mày thương con không? Con ruột mà làm gì ông thương. Nhưng câu đó cứ gieo dặn em hoài à. Em không bao giờ quên được. Như vậy coi em làm sao anh bỏ, em đi đâu được, cũng chẳng thấy mẹ em nữa. Trời ơi trời. Là thường ngày là con gái chú Hai là gắn bó với mẹ nhiều hơn hay chú Hai ha? Đó nhà với bà đây thường xuyên, còn tôi đứt con gỗ á, che trại á, trong mình trắng mình chứ đặt lên làm câu lưới đầy. Mẹ bà hay khó thiệt, anh ăn gì? Mẹ em nói ô mẹ ơi đi mua con gấu cho em con cho con chơi hồi lúc đó. Rồi mẹ mới đi đình mà cũng mua. Mẹ ơi mua con gấu bánh mẹ cũng vẫn mua cái gì. Nói là mẹ mua hết trơn, bây giờ này em không còn gì nữa hết. Em không còn để mẹ mua cho em nữa. Trời ơi trời. Nhìn thấy thưa quý vị khán giả, nhìn thấy một người con á thương nhớ về một người mẹ
Thật sự là mấy anh em của Ngôn cũng không cầm được giọt nước mắt luôn á quý vị dạ. Bây giờ mẹ em mất rồi, em chẳng thay, em không còn gì làm tin để sống hết đâu. Như vậy là cái hôm mà cô mất là chú Hai cũng ở đây. Thì bữa bà mất nó nói là sao á. Em không biết, em không đang gặp được mẹ. Chắc là tôi đâu có kêu nó nữa. Em không gặp được mẹ. Thì ông nó vô rồi khóc lóc mất công á, người ta còn lúc 11 giờ em còn gờ mẹ như gì nè. Mẹ nó lạnh, em nói mẹ ơi ba nằm đây nghe, con đi giặt đồ nha mẹ. Mới giặt đồ vô là em không biết. Tôi không nói không ai. Tới rồi tử là tráng, rồi ta bị điện em. Em không, mẹ em nằm như như ngủ vậy đó. Rồi là hồi 3 giờ là tới 6 giờ ngoài đó là luôn với ôm ôm gì rồi. Gọn lắm chứ không có để hoàng lại đêm nào. Nhưng mà cái kinh phí ở đâu chú Hai để có mà lo cho cô? Cũng bà con nên ba nó giúp vậy đó rồi. Bà cả hàng xóm thương mẹ lắm, mẹ hồi hồi lúc mẹ còn đang thai á, mẹ giúp người em luôn. Trong vụ họ em đồng á, tôi cái gì tôi mình không nể công với anh em, anh em không có nể công lại với cái mình cái gì chẳng được cả. Mà trong ruộng là đất của chú Hai hay sao? Đâu có đâu, đất ở đậu đất của anh em bà con. Ở đậu ha. Ừ. Đất nó dùng cắt cái trại trên bờ kinh đó rồi mình ở đó, rồi đầu đất nó đó, rồi mình lấy rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi mặn là kiếm tiền sống hàng ngày vậy thôi, chứ đâu có đất khác gì. À có nghĩa là chú Hai thường ngày là chú Hai ở ngoài ruộng. Ở trong không à, không ít cái gì ngoài này đó. Còn ở đây là hai mẹ con. Dạ. Mẹ em về thường xuyên với em mà mẹ em sợ bằng đi mừng hôm em ở mình hơn. Người ngày này kia mới về, chiều nào cũng về, chứ mưa gió ngỡ nào cũng về với em hả? Thì lội vô tới cẩm. Lội vô thì kiếm rau, kiếm giá, kiếm dính cá, rồi đó thì chiều đem về. Phải luôn em đóng luôn, ngày nào cũng mưa gió ngỡ nào cũng về với em hả? Con bỏ em. Có tờ ơi, bỏ bệnh tới giờ 2 năm mấy là đi nhà thương này rồi, đi ở đó rồi. Từng ngày mẹ bệnh, mẹ bỏ em. Rồi sao bình thường mình thương con, mình không cho con biết mình thương đi. Chàng ơi chàng, rồi bây giờ chỉ nói chú Hai không thương chỉ kìa. Mà anh ơi làm sao cha thương bằng mẹ được anh. Mẹ con em rất là nhiều. Đánh như vậy đó. Chứ thương vẫn là thương lắm luôn. Không bao giờ bỏ em. Nhiều mưa gió con nào cũng về nhé. Sao chú mà. Hai ngẹn ngào vậy chú Hai? Sao ngẹn ngào vậy? Đâu có gì đâu, gì cũng rồi thôi, giờ ngã gì cũng rồi. Dạ anh nói là giúp mẹ. Chứ già đó còn gì nữa. Người già mình, người già tôi nói thật, già cái bệnh tôi đó là nó dễ lắm. Nó muốn mệt già nào, nó mệt, nó đang mệt vậy như mệt cái lá sắt vậy, cái mệt cái là buông vô nằm uống thuốc vô liền chứ đâu dám lại. Mà chú Hai có còn thuốc không? Còn thuốc, còn thế. Ừ. Thuốc đâu nhân ngừng. Một ngày uống hai cử đều ghé. Giống như huyết áp vậy hả chú Hai? Ngàn viên vậy hả? Đâu có, uống một lần 5 viên mà ngày hai cử sáng chiều. Chống đông máu và đủ thứ hết á. Chịu bị nổi 77 rồi. Nhưng mà chú Hai nghe con gái mình nói mình không thương con rồi chú Hai ngang ngào hả? Nó hiểu sao nó hiểu chứ mình giờ mình đâu có hiểu được. Thưa diễn giả dạ. Cái giống như là cái tình cảm á, mà người cha dành cho người con á, rất là khó để mà diễn đạt được đúng không dạ? Bởi vì người cha thì luôn luôn lúc nào cũng phải cố gắng cứng rắn, làm tỏ vẻ giống như là mình là không có khổ cực hay là khó khăn gì hết, không cho con cái giống như là biết được đúng không dạ? Cho nên là người con gái đây á mới giống như là tưởng đâu là cha mình không có thương mình, cho nên là mới có cái câu chuyện ngày hôm nay. Chú Hai ơi, ngày hôm nay nè mấy anh em con xuống á, quay phim nè về hoàn cảnh của gia đình chú Hai á, không biết rằng chú Hai có cái nguyện vọng hay là cái mong ước gì không chú Hai? Nguyện vọng con gái là giờ
đỡ cho, chủ yếu là cho nó sống thôi, chứ còn tôi thì giờ nói gì không biết giờ nào. Hả? Nói vậy như có mạnh thường quân nào nó giúp đỡ cho nó sống qua ngày đi vậy chứ thôi, chứ giờ làm gì giờ? Là cho con gái chú Hai hả? Ừ, còn... rồi còn chú Hai thì tôi thì giờ đó thì còn ngày nào thì hưởng ngày nấy, còn không không còn thì cái gì mình không hưởng. Chàng ơi, chàng vậy thôi chị. Chị thấy chưa chị? Cái ước mong của chú Hai là muốn cho bà con giúp cho chị thôi, chú Hai không cần luôn kìa. Mà giờ này em không tiền bạc, em không cần, em chỉ cần mẹ em sống lại với em thôi. Giờ này em làm sao mà mẹ em được? Giờ tiền mua không được mẹ em đâu. Giờ tiền chặt bằng núi cũng không bằng ngôi tiếng mẹ của em. Chàng ơi chàng. Vậy à, như con gái đó, cái nhà bên đây nè, nó cắt kiểu này. Giờ em nói anh nghe nè, dù mà tiền chắc bằng núi nọc, bằng non cao, mà cũng không có mẹ, em cũng không còn gì hết. Ừ. Thì vừa rồi á, chị cũng được biết là cái ước nguyện của người cha mình á, là mong muốn cho mình có cái cuộc sống bình an, cũng như là có cuộc sống no đủ á. Dạ. Rồi còn riêng chị có nguyện vọng với mong ước gì? Em chỉ nguyện vọng làm sao mà em sống lại như ngày xưa, thì cái gì em cũng chịu hết á. Mà giờ này cái ước nguyện đó không bao giờ có được. Chàng ơi chàng. Em chỉ ước nguyện gì bấy nhiêu thôi. Còn như em đã nghèo, em đã thiếu thốn rồi, như có tiền hay là không thì em cũng không, em cũng không màng. Em chỉ cần tình thương, mà giờ này tình thương em đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ thế vào chỗ đó là người cha của chị cũng được đi. Nhưng mà không bằng mẹ em đâu. Mẹ em đã mất rồi, em không còn gì nữa đó. Đã biết mất rồi thôi, là không còn gì nữa, còn chẹt còn nói gì nữa. Cái người thì quá khổ rồi, đâu có còn gì nữa đâu mà. Như vậy thì người cha cũng lấp vào cái khoảng trống đó được mà. Cũng phần nào đó thôi chứ không bằng mẹ em. Nhưng mà em thấy chú Hai thương chị á. Dạ, thương thì thương, nhưng mẹ em á, như nhù nhĩ đó. Trời. Em thấy người ta có mẹ có con, bây giờ em lại mình chơi chỗ mồ côi, em ngưỡng đầu lắm. Rồi cái điều ước đó bây giờ làm sao em với quý vị khán giả cũng như là chú Hai nè giúp được chị đây. Cái điều ước đó không có thành hiện thực đâu chị ơi. Ờ vậy. Em chỉ cần gì bấy nhiêu thôi, em chỉ cần bình thường. Chứ bây giờ tiền nay anh kiếm được, mai anh kiếm được, còn mẹ mình mãi mãi không bao giờ kiếm được. Người mẹ của mình không bao giờ kiếm được đâu anh. Em nghèo đói đã quen rồi anh, em đói khát quen rồi. Em chỉ cần mẹ thôi, giờ này mẹ đã nằm xuống rồi. Cái điều ước khó có thể thực hiện hả chú Hai ha? Nó không ai giải quyết được, chỉ có trời giải quyết chưa được. Dạ em hỏi anh này, anh tiền, anh chắc bằng núi, anh kiếm được mẹ anh không? Cực quá không, cô có ông bà mình nào giải quyết. Dạ thôi bây giờ như vậy đi, ngoài người mẹ ra thì trên cuộc đời này á, cũng còn một người cha. Một người cha cũng là người thương yêu chị, âm thầm lo lắng chăm sóc cho chị. Trong cuộc đời của em chỉ là có mẹ là duy nhất. Giờ này mẹ mất rồi thì em hoàn toàn hy sụp. Em với quý vị khán giả cũng như là chú Hai là người cha của chị á. Dạ. Cũng không thể nào mà thực hiện được cái ước mơ của chị đâu. Dạ. Một ước mơ rất là khó. Vậy nhỏ mình nhỏ nhoi thôi mà đâu có gì đâu. Nhỏ nhoi thôi mà làm đâu được đâu anh. Tiền chất bằng núi, mẹ mình làm mà sao để được. Trước lúc ra đi á, mẹ chị có căn dặn chị điều gì không? Thì lúc mẹ chưa biết mất là mẹ nói á, mẹ còn khỏe mẹ nói như nào, thì là mẹ khổ lắm đó, con khổ lắm đó. Mình nói anh ngán sống nha con. Là chú Hai ơi, là mình có một người con gái này là duy nhất hả chú Hai? Rồi chú Hai ở đây còn anh em gì không? Bà con gì không chú Hai? Ở bên đây là bên bả không à, có mấy người, có mấy người cậu à. Rồi bên chú Hai là ở đâu? Ở bên Tiền Giang, bốn cái Giang mà, miền Tây mình bốn cái Giang. Tiền Giang, Hậu Giang, Nghệ An Giang, và Kiên Giang.
mình đó là tôi chú là trên kia rồi cũng gian mà trên kia ha. Sao quá rồi, lâu lâu rồi chú Hai có về thăm bà con không, bà gì không? Dạ còn mấy hai ba đứa em với mấy đứa cháu mà từ hồi má bệnh tới giờ hôm qua và hôm mấy đứa cháu nó hôm qua em chú Hai chắc cũng lớn dữ lắm mà. Chú Hai là năm nay là 77 tuổi rồi. À, thôi như vậy đi. À, nói chung là mình thực hiện cái ước mơ cho chú Hai ha. Thì cũng nguyện cầu mong sao á cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước á thương chú Hai nè, giúp đỡ cho chú Hai á có được một cái khoản kinh phí để chú Hai á lo cũng như là chăm sóc cho người con gái của mình. Nhưng mà còn khá khá nữa thì đi trị bệnh cái tim thì nó đi kêu đặt tên nó về chịu thua luôn. Mắc lắm hả chú Hai? Mỗi lần năm 2019 thì nó biểu buồn nó 30 mấy triệu, mà năm đó là tuần đâu có không. 30 mấy triệu là 2019 á. Bây giờ 4 năm rồi chắc. Chắc cỡ nó lên chắc cỡ tầm 60-70 triệu rồi. Đó là có bảo hiểm hậu cận nghèo. Bây giờ chú Hai cũng còn mà. Còn thì bây giờ đó thì giờ làm sao đâu có tiền nổi mà lo làm cái vụ đó. Ừ. Thì cũng tùy duyên hay chú Hai ha. Cũng cầu mong sao cho hoàn cảnh của hai cha con nè, cũng như là của chú Hai với con gái đó đến được với quý mạnh thường quân để còn nhận nhiều sự giúp đỡ hơn nữa ha chú Hai ha. Dạ chú Hai ơi, thì nói chung á ngày hôm nay á mấy anh em con xuống á để tìm hiểu về hoàn cảnh cũng như là cuộc sống của gia đình á, thì nhận biết được á là hoàn cảnh của chú Hai với con gái chú Hai nè là cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thôi thì ngày hôm nay á con xin phép quý mệnh thường quân á là chị Lan ha, ở đây có phần duyên của chị Lan sẽ gửi cho chú Hai là 500.000 ha, hy vọng rằng có thể giúp cho chú Hai mua gạo cũng như là mua một ít đồ ăn lương thực ha. Vậy là nhà chú cảm ơn đi cô Lan nó rất nhiều. Dạ. Em cảm ơn chị Lan rất là nhiều, quan tâm em rất là đáng ảnh hưởng lắm. Các anh chị hãy giúp em, anh có giúp em một con mẹ rồi chứ không còn mẹ nữa. Thôi cố gắng lên chị ơi. Nói chung á sinh lão bệnh tử á cũng như là biệt ly á thì đó là cái định luật ngàn ngàn xưa rồi ha. Gắng lên hả chị ha, cố gắng lên vượt qua cái khó khăn ha. Em vượt lên nổi mà vượt lên mà mặt mẹ vượt cũng không được đâu anh. Mẹ rồi em vượt không được, không phải được. Đúng rồi. Mình cũng phải cố gắng chứ giờ sao, bây giờ đâu có cách nào đâu, không có ai cách nào nữa. Cái chuyện mà cái gì nặng nề thì sẽ gặp mấy chú ê mất vô tiếp được, còn gán tiếp được, còn cái chuyện đó là rồi không ai tiếp ai được. Thưa quý diễn giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân cũng như là chị Lan trong ngày hôm nay đã đồng hành cùng mấy anh em Ngôn hỗ trợ giúp đỡ cho những bà con nghèo, những hộ gia đình khó khăn. Thì Ngôn cũng hy vọng rằng hoàn cảnh của chú Hai cùng với người con gái sẽ được quý vị khán giả thương hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ cái video để cho video được lan tỏa đến với được nhiều quý mạnh thường quân hơn nữa, và chú Hai cùng với người con gái của mình sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép kết thúc video và hẹn gặp lại quý diễn giả cùng với quý mạnh thường quân ở một video kế tiếp. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn. Dạ.